dù cho nơi còn nhớ tình thơ thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn, dù áo phong xưa anh vui tình duyên. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, cho đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phú vàng. Cho là đôi chưa vui đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Chào mừng toàn thể bác trở lại với kênh YouTube của Hiếu Minh Audio. Ngày hôm nay em gặp lại toàn thể bác trong một clip để mà giới thiệu và cũng như là chia sẻ đến toàn thể bác một sản phẩm trong bộ dàn karaoke. Một sản phẩm này rất là quan trọng, nó được ví như là một cái gọi là chỉ huy, một tướng quân trong một quân đội. Nó sẽ xử lý tất cả những âm thanh và làm sao cái bộ âm thanh này từ nghe nhạc này hay là karaoke là đạt tiêu chuẩn nhất và hay nhất có thể. Và sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu đến toàn thể bác đó là một sản phẩm mang thương hiệu của DV Autic, sản phẩm chính hãng bác nhé, với mã hiệu model là S750. Đây là một chiếc vang số mà phải nói là cũng như là hãng DV này hay những showroom hay là các bác đã biết đến và đã xem qua thì đã chờ đợi cái sản phẩm này phải nói là rất là lâu rồi, cũng là gần một năm nay rồi thì sản phẩm này mới được quay trở lại cái làng âm thanh của Việt Nam ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay sản phẩm này đã được hãng đưa đến showroom của Hiếu Minh Audio và cũng được bên em sẽ là giới thiệu và sẽ cho ra thị trường gửi tới toàn thể bác. Nhân tiện clip này em sẽ là giới thiệu này và chia sẻ cách chỉnh và cũng như là chia sẻ với các bác về phần mềm về chiếc vang số model S750 này. Thì bên cạnh em đây sẽ là sản phẩm vang số cao cấp S750. Và bây giờ em sẽ đi vào mở hộp chiếc sản phẩm có model S750, chiếc vang số cao cấp này nhé. Thì bên trong sẽ có những phụ kiện đi kèm của sản phẩm, một chiếc dây nguồn, một jack kết nối USB cho các bác có thể sử dụng với máy tính, và một dây quang. Đấy, đây là một dây quang tặng kèm của nhà sản phẩm các bác nhé. Và một chiếc điều khiển, các bác có thể tinh chỉnh điều khiển từ xa, từ những volume và đổi mode chế độ. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó, wow, rất là đẹp đúng không bác? Đã rất là lâu rồi em mới gặp lại và cũng mới review lại cái sản phẩm vang số cao cấp S750 này. Chiếc vang số này được thiết kế là hoàn toàn là bằng nhôm nguyên khối các bác nhé. Và size là size 1U. Đó, rất là mỏng và đẹp. Mặt hiển thị màu đen và sáng bóng. Là vàng bên ngoài thì hoàn toàn là một màu trắng của nhôm. Rất là đẹp và mặt rất sáng, là sang trọng này. Nói chung là để mà nói thì sản phẩm này thứ nhất là về sang trọng này, lịch lãm này, về ngoại hình thì là quá tuyệt vời rồi. Về chất âm thì để nói sâu hơn, bây giờ em sẽ xin mời các bác để em sẽ bật nguồn lên và nói chi tiết hơn về em sản phẩm này nhé. Và đây là hiển thị mặc định của chiếc vang số model S750 này. Để mà nói lại, chiếc vang số S750 này sử dụng nhiều cần nhất trong các dòng vang số trên thị trường âm thanh hiện nay, với tính năng tích hợp là 32 cần gạt cho các bác có thể thoải mái cắt chỉnh và căn chỉnh eco của em vang số và của những loa và hay là không gian bộ dàn karaoke của nhà các bác nhé. Ở đây đường input sẽ gồm có đường mic này, effect, reverb, echo, music, noise gate là tín hiệu đầu vào.
và tích hợp là mic A, mic B cho các bác có thể sử dụng hai đường mic riêng biệt. Đó. Và sử dụng echo system và có echo mono. Đó. Hai kiểu echo các bác có thể sử dụng. Với phần effect thì sẽ có là echo này, reverb này, reverb các căn chỉnh của các effect riêng biệt. Đó. Nhìn tổng thể thì phần mềm của dòng Siso rất là dễ hiểu. Đây sẽ có phần equalize riêng của reverb này và equalize riêng của phần echo. Đó. Tích hợp phần equalize của nhạc cũng 32 cần gạt cơ nhá, quá nhiều cần gạt luôn. Đây là một chiếc vang số mà nhiều cần gạt nhất trên thị trường âm thanh hiện nay. Và đây là phần nâng tiếng, cái phần nâng tiếng này cho các bác có thể sử dụng nâng tiếng mic này và nâng tiếng nhạc này, hay như là phần phần mic này. Đó. Ok. Chiếc vang số cao cấp của model S750 có tích hợp điều khiển và là cái dòng vang số là đọc lệnh điều khiển. Nó có thể sử dụng rất là nhiều điều khiển khác nhau. Các bác chỉ cần đọc lệnh của nó. Và phần up điều khiển sẽ ở phần remote control đây. Đó. Các bác có thể đọc lệnh điều khiển đây với các điều khiển khác nhau, rất là tiện lợi. Với phần ra sẽ có 8 đường ra output khác nhau cho các bác có thể sử dụng các dòng các căn chỉnh các loa khác nhau này, equalize của từng loa khác nhau về không gian. Đó, các bác có thể thấy là âm thanh 5.1 này, 7.1 hay là lắp em này vào những công trình phóng hát hay là sự kiện, thoải mái luôn. Về tính năng không phải lo nghĩ gì, sử dụng trong khoảng 3-5 năm không lo về vấn đề về lỗi thời hay là về tính năng chất lượng. Sẽ có những cái đường ra của sub này, center này và surround, các bác có thể đấu với mixer. Đó. Ok, và em trong clip ngày hôm nay em chỉ giới thiệu sơ qua về phần mềm của em S750 này. Em sẽ có một video hướng dẫn riêng và cách cài đặt cắt chỉnh chuyên sâu hơn một chút về phần mềm của em vang số này. Xin mời các bác cùng theo dõi ở video sau nhé. Và bây giờ em sẽ đi vào là đấu nối chiếc vang số cao cấp này trên đồng bộ dàn karaoke để cho các bác có thể đánh giá chất âm của em vang số này nhé. Tôi muốn lên tròn lời đêm kể ta yêu bao con thu một người yêu chưa nắm chai sờ sót sờ sóng tan vỡ mong em tân nguyện lời ôm cuộc đời còn phân lẻ
tôi muốn nói lên tròn lại êm đềm. Thì ta nhớ bằng con tim một người yêu em, chưa nắng cháy sờ gió vui xua sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vàng phân lẻ loi. Em ơi tôi dâng gần núi nào được bao yêu mà vì rời gót lòng đầy cô liêu nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Con không mong mất khi chẳng đơn đau. Tôi đứng đó như hình một pho tượng. Chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây? Nghe nỗi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Nghe nỗi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi. Quá tuyệt vời, vừa rồi là chất âm của một bộ dàn combo karaoke chưa đến 50 triệu đồng. Toàn những sản phẩm mà gọi là cao cấp, những sản phẩm chính hãng cao cấp. Quá tuyệt vời phải không các bác? Combo karaoke này em sẽ tặng các bác một chiếc quản lý nguồn trị giá 2.600.000 đồng. Vậy là đầy đủ tất cả thiết bị mà chưa đến 50 triệu đồng. Tới đây thì chuẩn bị chào đón ngày 3/4, mùng 1 tháng 5. Và một cái điều bất ngờ nữa của bên Hiếu Minh, đó là chào đón và khai trương cơ sở thứ hai tại miền Nam. Đó, thì bên em sẽ đưa ra những cái gọi là khuyến mãi và những cái ưu đãi tuyệt vời luôn dành cho các bác. Các bác chờ đón để chờ đón đến ngày bọn em đưa ra những chương trình khuyến mãi nhé. Và bên Hiếu Minh sẽ có những hỗ trợ trả góp mà các bác chỉ với trả trước 30% trên tổng giá trị sản phẩm, chỉ với chứng minh thư và bằng lái xe. Các bác có thể đến cơ sở hiện tại ngoài Hà Nội là 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Bên em sẽ có những kỹ thuật viên để mà hỗ trợ các bác tốt nhất và đưa ra những cái giá trị sản phẩm ưu đãi nhất dành cho các bác nhé. Và em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio nhé.